robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong tựa game Made It. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái series về việc tặng quà. Ngày hôm nay robot đã về rồi, một con số rất là đẹp luôn, 2022 robot. Mình sẽ mua cái stocking gift nhân 10 với giá 1899 robot. 1899 các bạn sẽ có được 10 cái vớ, vì chi ra mỗi cái vớ là 189 robot. Nó sẽ cho chúng ta hai con pet, Elcat, Eldog và trạng thái heal của nó 1%. Cái vớ này ban đầu mình tưởng là nó chỉ có một cách kiếm là mua đồ chơi của pet 10 thôi, nhưng mà không nha. Trong mùa Giáng sinh này có bổ sung theo nhiều cách kiếm khác nhau. Thì đây các pay to win là bỏ robot nè. Cách thứ hai miễn phí là trong cái chỗ này ở Van Reward, đăng nhập liên tục trong 8 ngày, mình sẽ được một cái stocking gift miễn phí. Càng tạo nhiều clone, đăng nhập vào game trong mùa Giáng sinh này liên tục trong 8 ngày, thì cứ một ạc như vậy chúng ta sẽ có một cái stocking gift. Cái reward hình như bị đếm sai đó các bạn, do thường mình nhận cái phần quà của calendar khoảng tầm 5 giờ chiều. Thôi kệ đi ha, nói chung là mỗi ngày bạn đăng nhập vô thì chắc chắn mình sẽ có được phần thưởng ngày hôm đó. Và cách thứ ba rất là thâm nho, trong tuần này đương nhiên rồi, mỗi tuần đều cập nhật từ cái pet 10 mà. Tuần này sẽ là part 2, phần 2 của Giáng sinh. Wait, từ từ, nó đã khác rồi nè mọi người ơi. Bây giờ admin chỉ cho chúng ta phần quà trong 1 phút cuối cùng mà thôi. Cứ đăng nhập vô game sẽ có được cái phần quà free gift, 2 gift đúng không? Adlon nhiều quá, bây giờ admin giảm xuống chỉ là 1 phút duy nhất mà thôi. Cái phần quà mình kiếm được trong 1 phút cuối cùng trước cập nhật đó thì 95% nó sẽ là 2 gift, cũng như 5% chúng ta một cái stocking gift. Ai trúng được 5 cái phần trăm này thì ngon nha. Tại vì cái stocking bây giờ, cái số tiền kim cương bán trực tiếp á, nó nhiều gấp mấy lần cái 2 gift này. Có vẻ như tuần này tựa game Pet 10 sẽ countdown vượt mốc 1 triệu người chơi, mình đoán vậy. Ok, hãy cùng mua nào, 1899. Thì với hộp quà này mình sẽ mở 5 gift, mở 5 gift tặng 5 gift. Vậy nên khi bạn xem tới khúc này, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nếu bạn người mới. Mình nghĩ là vẫn sẽ còn những nội dung liên quan tới việc tặng quà, chờ các bạn vào những video tiếp theo. Rồi chúng ta có 10 cái gift rất là xinh xắn, rất là đẹp. Ê khoan, từ từ, hôm qua mình đã bật chế độ heal rồi mà vẫn có mailbox à? Thật là ghê gớm, thật là khủng khiếp. Lại có được thêm 4 con heal này. Đây chúng ta có một con heal cupcake của bạn BT Minh, con heal Hellrock của bạn UF70, với lại bạn Khang. Bạn Khang cho thêm 10.000 kim cương nữa, Merry Christmas, ok, thank you em. Cũng như là cái bạn Việt Nam So Beautiful, mày còn nhớ video ngày hôm qua không? Bạn này cho mình 5 con Golden Heal Hellrock. Thì hôm nay bạn cho mình thêm một con heal yêu quý nhất, là con heal Forest Weaver. Ồ, ghê vậy. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Lamon, fan guộc, đã bật heal lên mà còn tặng nữa. Thì trước khi tiếp tục video, mình sẽ review với các bạn về robotviet.vn. Cũng là một trang web nạp robot như là bao trang web khác ở Việt Nam. Có cái dịch vụ như là mua robot 5 ngày, mua robot chính hãng, dịch vụ cày thuê cũng như là mua game pass của các tựa game hiện tại. Thú vị hơn là trang web này nó sẽ cho chúng ta những cái trò chơi mini game. Thì thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mua robot 5 ngày nếu bạn chưa biết. Việc đầu tiên là tạo tài khoản, việc tiếp theo là nạp tiền. Chỗ này có nút nạp tiền nè. Chọn đúng nhà cung cấp, nhập đúng số thẻ, số series và cái số tiền. Thì nếu các bạn đang cần hỗ trợ, cũng như có thắc mắc gì đó, có thể nhắn vào fanpage hoặc chat trực tiếp chỗ này, cũng như gọi thẳng vào số điện thoại chăm sóc khách hàng. Đây là giao diện của mua robot 5 ngày, chúng ta cần nhập số tiền cần mua. Mình nhập 70.000, chỗ này nó hiển thị là 749 robot. Thì đây chính là cái số robot các bạn đặt trong cái link server đã cài giá. Thì cái link này kiếm ở đâu? Chúng ta bấm vô cái profile cá nhân của mình, nó sẽ cho chúng ta một cái dòng experience. Đây có thể coi là những cái play game. Thì mặc định Roblox nó cho người chơi một cái play game, nó sẽ có một cái dấu ba chấm chỗ này. Chúng ta chọn Configure Display. Chỗ này các bạn bấm vào Asset. Asset này kéo xuống thì nó sẽ cho chúng ta một cái Replay Server. Đây chính là cái nơi các bạn nhập cái số tiền của link cài giá. Trong web nó kêu chúng ta là từ 10.000 tới 70.000. Nhưng mà theo luật mới của Roblox, nếu mà chúng ta đặt giá trên 500 Robux, nó sẽ báo lỗi nè. Bạn không thể thiết lập giá trị của Replay Server trên 500. Cho nên mình nghĩ là mỗi lần mua các bạn chỉ nên mua là 45.000, tương đương 450 robot. Sau 120 tiếng thì 315 robot sẽ vô tài khoản của mình. Chúng ta truy cập lại vô cái play game. Lúc này thì bạn copy cái link bên trên và dán vô cái chỗ này, bấm thanh toán, kiểm tra lại là cái tổng này đúng chưa, cái link cài giá đúng chưa, rồi hãy bấm thanh toán nha. Như vậy là xong cái việc cơm áo gạo tiền mỗi tháng. Bây giờ chúng ta sẽ mở 5 cái stocking. Mở một cái trước đi. Hình như một con bé bình thường rồi mọi người ơi. Một con Eldog. Con này bây giờ cũng 3 tỷ ha. Eldog, Elcat. Con thứ hai lại là một con Eldog. Mở một lần 3 hộp cho hên nè. Lucky. Wow, một con Golden Elcat. Được Golden cũng vui. Chắc là Golden nó sẽ nhỉnh tiền hơn một tí. Đây là video ngày hôm qua. 1.500 like và 1.560 comment. Mình sẽ lấy cái link dán vào đây ha. Tắt hai cái này để cho một người chỉ tính một comment thôi. Cái vớ bây giờ nó khá là nhiều rồi. Hôm nay trên cái web mình cho các bạn tham khảo. Giá trị kim cương bán trực tiếp tầm 8 tỷ. Mình đoán là tầm 2-3 ngày nữa thôi thì chắc cái vớ này còn 5 tỷ, từ 4 tỷ đến 5 tỷ.
1449 comment và pick up a winner. Bạn đầu tiên tên là Petimulator, chàng tên vô nè. Một cái vớ thôi nha mọi người nha. 100.000 kim cương lệ phí. Ok, bạn thứ hai nào. Bạn thứ hai tên là Mitric153, send, gửi tên, chọn stocking, gửi. Hai bạn. Bạn thứ ba. Bạn thứ ba tên là Pinsa, chọn vớ, 100.000, gửi. Bạn thứ tư. Bạn thứ tư tên là Bin với một dãy số đằng sau, gửi. Ơ gì vậy? Mình copy đúng tên nha mọi người nhé. Nhưng mà nó ghi là Give Fail, không thể tìm thấy cái player này. Cái này có thể là do bạn comment tên sai nha, mình sẽ loại cái comment này. Chi buồn. Bạn thay thế nào. Hikonuki, dán tên vô, 100.000 kim cương. Rồi thành công nè, ghi đúng tên mới được nha mọi người nhé. Bạn cuối cùng của video này. Tên Tapbot 2012, một cái vớ 100.000 kim cương. Rồi như vậy là xong. Thì đó là 5 bạn đã được may mắn tặng cái vớ stocking giá 189 Robux. Và lưu ý là trong 2 ngày tới nếu bạn đăng nhập liên tục 8 ngày sẽ có được cái vớ này miễn phí nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.